rất nhiều bà cụ già nghe quý vị. Bà lớn tuổi, bà già, bà đeo đẳng theo con, bà nói con, bà này kia, nói này nọ, nó nọ hoài. Vì biết rằng bà học Phật Pháp mười mấy năm, bà không chuyển hóa được con. Khi bà gặp những đức nói, bây giờ bà thí nghiệm trong vòng 2 tháng thôi, thử có kết quả không? Trong vòng 2 tháng bà nghe lời những đức. Bà đừng bao giờ nói con bằng tiếng nào nữa chứ. Đừng nói nữa. Bà cứ chăng thật, bà dưỡng tâm, bà an lạc, bà niệm Phật đi. Đừng nói nó một tiếng nào nữa, thử đi. Trong vòng 2 tiếng, trong vòng 2 tháng có kết quả. Nghĩa là trong vòng 2 tháng sẽ có kết quả. Quý vị biết rằng là trong vòng 2 tháng mà bà nghe lời những đức, lạ tai con bà nó quý thương bà. Rất nhiều bà cụ già, bà nói rằng, thầy biết rằng lúc trước mà con trách nó hoài luôn á thầy, nó không có cho tiền con. Mình làm cha mẹ mình thương mình lo cho nó vậy, bây giờ mình già nó chớ hề nó cho tiền mình, chớ hề nó ngó ngàng mình luôn đó thầy. Mà con cứ quan tâm nó hoài, con gặp nó con nói này nói kia nỉ nê con nói nó vậy đó thầy. Mà nó không bao giờ ngó ngàng đến với con tức. Con nghĩ rằng mình làm cha làm mẹ mình lo cho nó nhiều như vậy, tại sao con mình nó vô tình vô nghĩa như vậy? Từ khi con gặp thầy con mới hiểu, thì ra là đã không đủ duyên. Càng bận tâm càng nói nó chừng nào thì nó càng mà nằm y ở đó hơn, nó càng hư hơn. Con nghe lời thầy con không nói gì cả, con lo con niệm Phật, con dưỡng tâm, con an lạc. Rõ ràng thầy nói đúng, khi mình đã an lạc là mình có năng lực thầy. Rồi tự nhiên nó lại tìm con, và tự nhiên con nó lại làm, nó nghĩ rằng thôi bây giờ thấy mẹ tu hành ăn chay niệm Phật, bây giờ mẹ không có nói gì, bà hiền quá, tội nghiệp bà quá. Bây giờ thôi mình gán mình làm, mình để dành tiền mình cho bà. Vậy mà hết đứa này cho tới cái đứa kia cho. Vậy mà con bây giờ con có tiền, con đi chùa cũng vừa tam bảo. Hay không? Đó. Nên đó, mình làm cha làm mẹ mình thương con mình có hiểu nguyên lý này đâu. Mình không hiểu nguyên lý là đúng là con mình nó quan tâm nó lo cho mình. Bây giờ nó chưa có lo cho mình là nó thiếu sót rồi. Vậy mà mình mỗi ngày mình phải đi đeo đẳng theo nó, mình bận tâm với nó là mình làm cho con mình hết phước. Con mình phước càng ngày càng hết, phước càng ngày càng hết. Mình nhìn thì mình thấy cho mình thương con mình lo cho con mình, nhưng mà mình lại làm cho con mình hết phước. Mà khi con người nó đang hết phước rồi, nó không có còn được cái gì chứ. Mà khi con người hết phước thì giống như cái đèn mà nó hết dầu, điện nó bị cúp vậy. Khi phước nó sạch là đứa con nó chết sớm. Cha mẹ mà mình quá quan tâm cho con cái chuyện từng ly từng tí, cái chuyện nó lớn rồi là quý vị làm cho con bị hết phước đó. Tại vì cái vai trò đó là con phải quan tâm mình, chứ không phải là mình phải bận tâm gì con nữa. Mà ngộ tay, mình bận tâm cho nó, mình lo cho nó, mà nó lại đi lo cho cái cuộc chơi của nó. Mình mà làm kiểu này là cái như là mình giết con mình à. Mình giết con mình chắc chắn luôn. Quý vị nói trời ơi thầy nói gì chứ, cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng những đức muốn nói với quý vị nghe là vì thương làm sao mà vì thương mà giúp đỡ, chứ không phải vì thương hại người ta. Này là mình thương hại người ta, chứ không phải là giúp đỡ. Hay chi mà mình mà thương người ta mà mình an tâm đi, là cái gốc của mình. Mà cái gốc mình nó đã tốt, cái gốc mình nó đã tươi thì cành lá hoa quả nó tốt. Còn bây giờ mình mỗi ngày âu sầu buồn bã, trong cái cành lá nó cũng chắc chết rồi, mà mình cũng diệt luôn cái gốc của mình thì cây này chết là chắc chắn luôn, không có nói gì mà tồn tại chứ. Nên những đức nói, những đức vui nè, hòa thượng vui nè, thì cái chùa mình nó tốt. Thế những đức mà buồn sao cái chùa này vui nổi. Bây giờ đơn giản những đức ở đây mà buồn cái chùa này vui không? Người trong chùa này vui không? Bây giờ những đức buồn, những đức nấu cơm với vị ăn, vị ăn ngon không? Mua đồ với bạn, vị thích bạn không? Rồi cho vị tắm không? Nghĩa là gì? Mình mà buồn rồi là cả chùa này nó không ăn, không uống, không ngủ rồi, nó không tắm luôn. Thì biết cái ngôi chùa này người ta mà vô vì nghĩ nó dơ cỡ nào chưa? Cả chùa nó thúi đó, đáng sợ chưa? Quá đáng sợ luôn mà. Thấy không? Nên từ nơi đó mà cái người trên người ta đã vui, người ta an tâm thì mình an theo. Tại vì sao họ an tâm? Họ là cái đầu kéo. Giống như mình coi cái xe công, nguyên một chiếc xe bự mà có cái đầu kéo à. Cái đầu này không kéo cái mình đi được không? Đó. Nên mình là người học Phật, mình là ông bà cha mẹ, mình là cái đầu kéo của con. Còn mình con cháu mà mình biết học Phật, mình là cái đầu kéo của ông bà, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó giống như những đức nói câu
Nguyên cái gia đình Nhật Đức ngày xưa không có ai mà biết Phật Pháp nhiều đâu. Mà từ khi Nhật Đức học Phật, Nhật Đức đã từng nói một câu rằng chiếc thuyền này không ai bơ thì mình bơ thôi. Mình lo mình bơ à. Còn gì mà bây giờ nhiều người cũng kết duyên Phật Pháp rồi đó. Họ tiến tới Phật Pháp từ từ rồi đó, rõ ràng không? Cả làng quê cũng tiến tới Phật Pháp từ từ rồi đó. Nên Nhật Đức mong quý vị học Phật, quý vị là đầu kéo cho gia đình quý vị. Chứ đừng có để con mình, cháu mình nó không biết tu mà nó kéo mình. Chàng ơi, mình biết tu mình kéo nó chứ. Chứ bây giờ nó không biết tu mà để nó kéo mình thì sao mà nó tiếp nhận Phật Pháp? Tại sao mình học Phật mà con cháu mình không học Phật Pháp? Vì chính bản thân mình học Phật mà mình bị nó buộc ràng, mình khổ, mình lo. Nói này nói nọ với nói bà học Phật, bà lễ Phật, bà niệm Phật hay ho gì. Bà tu hành mà bà tối ngày mà cứ đeo đẳng theo tôi hoài. Mà tôi kêu tôi đi học Phật, tôi mà học giống bà thôi kể như là tiêu. Rồi tôi không học giống bà đâu bà ô. Ừ. Ai mà học mà giống như con người gì đó. Nên mình phải nhận thức cho nó cực kỳ sâu sắc. Vậy thì mình học Phật vừa kết quả cho mình mà vừa kết quả cho người thân của mình. Nên Nhật Đức nói không có một cái gì tình thương nào mà chính bằng cái tình thương của nội tâm mình. Cái tình thương của nội tâm mình là an lạc vui vẻ, đó mới là tình thương thật sự. Còn nếu như mình mà không có cái niềm vui của nội tâm mình không có thương ai đâu. Thật sự không có thương ai chứ. Như hồi đó mà chùa chiền á, mà ở trên kia mà khi đưa một hình như số lượng tính ra nghe 700-800 người đi xuống với một cái ngôi chùa dưới đây nè ở, sau này đi sạch nhất thôi. Mà đi về đâu? Đi về đây nè, đi về mấy điểm chùa này lại nè. Nếu mà khi Nhật Đức đi xuống đây mà Nhật Đức không tạo cái gốc ở đây chắc gì thì nguyên một dàn các cụ mà đi xuống cái ngôi chùa dưới kia đi đâu? Chở về trên kia thì ở không được. Tại vì đi thay tiền tôi thuê nhà trọ ở đây, đi ra ngoài thuê nhà trọ ở không sao, có tiền thuê nhà trọ ở đây. Còn đi xuống dưới kia thì không ai lo, phương pháp tu lại không phù hợp. Cuối cùng các cụ đi đâu? Đi về đây nè. Các cụ về Đại Tùng Lâm về đây nè, rồi qua Đầu Tràng Ba. Các cụ ngày xưa mà đưa đi qua bên kia là đá vằn đều quay về đây. Các cụ già rồi, các sư cô quay về đây rất đông. Bây giờ ở bên Đầu Tràng Ba quý sư cô rất là đông, hơn 100 người sư cô. Quý vị coi. Nên từ nơi đó mà nếu mà không có những điểm này mà không, những đứa không kiên cố được cái tâm mình, giờ những người đó cuối cùng họ đâu có chỗ quay về đâu, có một cái nơi nuôi người già nuôi họ đâu. Nên những đứa khi xuống dưới đây nè cũng ban đầu cũng khó khăn chứ, nhưng mà gầy dựng được như bây giờ. Được như bây giờ thì nhiều người nói ông không biết ơn nghĩa gì. Nói trời ơi, ngày xưa mà tôi mà không kiên cố tâm, tôi bước tôi ra đời không biết bây giờ còn ai biết đến cái tên tôi nữa. Đừng có nói gì ơn nghĩa gì mất công đi. Nếu hồi đó mà tôi bước rồi thì bây giờ cũng ai biết đến tôi đó. Có nằm bờ nằm bụi chết cũng có ai biết đến tôi đâu. Mà bây giờ cố gắng được như vậy thì có người nói này nói kia nói nọ. Trong cái cuộc đời nó là như vậy đó quý vị. Nên bản thân mình nói là sống vì người chứ thật sự mình sống vì mình. Mình sống làm sao mà cho cái tâm trạng mình nó an lạc cho tốt. Mình chưa được vì mình thì đừng nói chi cái chuyện vì người mất công. Nên những đức vì những đức được, những đức vì người ta được. Ở đây ghi với cái bản cô ghê thì hay quá thầy ơi. Còn bên đây thì 10 điểm. Thấy không? Bên đây thì quá xịn sò. Không mà cái này thấy cũng hay quý vị. Cái này thấy cũng hay. Thấy cũng hưng khởi giảng pháp nha. Chắc chắn là không có chùa nào mà như chùa mình đâu quý vị. Cái này là giống như sân khấu mà người ta mà fan hâm mộ quý vị. Thì biết rằng là nghe pháp chỗ này nó đỡ buồn ngủ quý vị ơi. Chứ gặp anh nó ngồi im chút quý vị coi bây giờ đẹp không, mà kêu ngồi gì đẹp không? Không vậy mà lạ nghe, có những người người ta không vui được, người ta nhìn người ta không chịu gì đó quý vị. Sao ngộ á, tội nghiệp người ta ghê. Thấy không? Thấy người ta cười theo đại đi, tôi không cười sao? Không cười thì thôi. Không cười thì thôi, chứ làm du duyên cái chuyện. Không cười thì thôi, người ta cười quý vị. Nên kệ, miễn làm sao mà mình
mình nghe pháp được mà mình vui, mình không có ngủ gục được rồi. Đến từ đó đó mà mấy chú mình đồ mà mấy cái đoạn này quay quay bấm tim cho mấy bà vui một chút chèn á mấy ông. Không, quý vị ơi, mình quen một ông thầy, biết ông thầy mà tâm lý quý vị, mình thấy cũng thích nữa. Chứ bây giờ trong cái cuộc đời này mà độ sanh mà quê mùa quá cũng không có độ sanh được đâu quý vị. Không có tâm lý gì chứ sao độ sanh. Bây giờ ví dụ như giờ nhận đức nuôi các cụ già đi, bây giờ không có các cô trẻ hay sao nuôi các cụ già? Mà nuôi các đứa trẻ này mà nếu không có tâm lý, không hiểu biết thì sao nuôi các đứa trẻ đây? Nó dễ gì? Đó. Bây giờ mình giúp cho nó vui, nó vui nó nuôi cái cụ già, nấu cơm với cụ già ăn, lau nhà, dọn nhà, nó không thay tả cho các cụ. Thấy rõ ràng chứ bây giờ nó mà buồn đi, nó buồn nó héo queo mặt như con mèo, mặt như khỉ khô vậy, đứa hỏi cụ nó chăm cái cụ làm sao? Không, nó thật sự những đứa cũng đi qua bên kia chạy tới chạy lui á. Nó mà ở nhà mà nó nổi cái máu lên, nó hung dữ lên. Rồi nó bóp cổ với bà chết queo quá chứ, đừng nói chuyện dẫn chơi. Ừ. Ở nhà mà mình nói thiệt chứ, một đứa con dâu mình mà nếu mà gặp mẹ chồng mà khó khăn hoặc bệnh đau nằm, nó khi nó ngắt nghéo chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Có một lần như đứa coi một cái video nghe. Đứa con dâu mình nó quýnh mẹ chồng mà người ta quay lại đó. Coi cái chấn động tâm, nhà Đức nói tắt đi, đừng coi cái đoạn này. Chấn động tâm luôn. Cầm chổi trà, cái cụ nó quýnh. Nó quýnh xong, bà đi phân ra đó cục. Nó lấy cái đồ hốt phân, cái đồ hốt rác. Nó quét vô xong, nó lấy nguyên cái đồ hốt rác, nó hắt vô mặt bà. Nó lấy phân, nó hắt vô mặt bà, nó lấy cái đồ hốt rác, nó nhặn vô đầu, chà vô mặt bà. Đây là coi rõ ràng cái video đó, nhà Đức nói mà. Ai mà đưa lên thì tạo tội cũng không tưởng tượng được cái video đó luôn. Vì nó làm cho nhiều người bị chấn động tâm quý vị. Cái đó là cái ác quá, đừng có gieo, đừng có đưa lên. Cái đó là cái ác quá, đừng có đưa lên. Nhớ đừng có đưa những cái video mà quá ác lên cho người ta coi. Vì đưa video lên không có phước đâu, có tội đó. Tuy mình câu like kiếm được chút đỉnh tiền nhưng mà sẽ tội rất là nặng. Vì video đó quá ác à. Nó chồng vào cái tâm ác người ta quá nặng. Vì biết rằng nó hốt phân mà nó hắt vô mặt mẹ nó mà. Nó lấy nguyên cái chổi nó đập vô mặt bóp 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 bà già. Bà già đơ 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 nè. Hết biết đập đơ 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 đơ, đập đơ 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 vậy nè. Rồi xong nó cầm thêm cái đồ mà hút phân nó đắp vô mặt. Nó lấy phân nó chà vô mặt và nó quýt. Đó là con dâu. Không tưởng tượng được. Mà nhiều lắm mấy vị ơi. Nhiều cái cảnh quay mà video người ta quay lén á. Quýt vợ này kia đồ, quýt cha mẹ. Quýt giả mang lắm mấy vị ơi. Quay lại mình coi chấn động tâm. Nó, bởi vì ở đây các cụ thấy chưa? Cỡ nào cỡ chứ, bây giờ mấy đứa trẻ ở đây có đứa nào mà đánh các cụ đâu. Cụ thiệt là đông ở đây, có đứa nào đánh các cụ không các cụ? Đứa nào đánh các cụ già đâu. Mà nhìn các cụ mình không có giống già quý vị ơi. Các cụ mình ở đây nhìn không có giống già. Bây giờ ở đây cũng là bảy mấy, tám mấy đồ quá trời luôn mà không có giống già. Nhìn mặt bà nào mà thấy nó đẹp gì đâu mà. Quá đẹp. Không mà cái hội chúng mình nghe quý vị, tu càng ngày càng sáng sủa nghe quý vị. Như bây giờ cô Nhật mà bà đẹp gì đâu mà bà đẹp. Từ khi mà cô Nhật có buông xả bớt mấy đứa nít ra tới giờ là bà đẹp quá trời đẹp quý vị ơi. Nghĩa là cái nhan sắc của Nhật bây giờ là nó phát triển quá trời. Thấy chưa? Nên á, mình sống gì như một đại gia đình quý vị. Đây là quá hạnh phúc rồi. Mỗi ngày đều nghe nhắc nhở Phật pháp, mỗi tuần đều có giảng pháp, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật ta về chùa. Nhà chùa lúc nào cũng sống động, lúc nào cũng sống động hết chứ quý vị. Không có buồn chút nào hết chứ. Mình nói á, mình đi vô chùa tu như chùa mình là những đứa thấy tôi vô đây tu vui chứ nó có buồn gì đâu.
Ta tưởng nó đi tu là nó khổ lắm, nhưng Đức thấy đây đi tu có khổ gì đâu quý vị, khổ gì đâu hả? Thấy không? Nói bây giờ mọi cụ coi, mà bây giờ chia sẻ bọc quá một chút, tôi chưa chuẩn bị cho cụ mọi người lon nước yến rồi, thấy không? Đó, nên mình thấy cái cuộc sống mình gì là hạnh phúc lắm các cụ ơi. Cuộc sống mình vậy là quá hạnh phúc với cô ơi. Nên mọi người cố gắng chân thật mà niệm Phật, thấy không? Siêng năng niệm Phật nghe không? Mình được vui gì là từ đâu? Mình được bình an gì là từ đâu? Mình được hạnh phúc gì là từ đâu? Mình được đầy đủ gì là từ đâu? Cảnh giới này càng ngày càng phát triển từ đâu? Đúng rồi, càng ngày càng đẹp là từ đâu? Đó, vậy thì cứ niệm Phật đi. Thấy không? Sáng sủa vui vẻ là từ niệm Phật mà ra. Vậy thì mình đã biết niệm Phật là ít rồi. Vậy thì mỗi lúc mỗi nơi mình xin niệm Phật. Đó. Niệm Phật là nguồn gốc của sự an lạc. Niệm Phật là phúc báo để lại cho con cháu mình. Niệm Phật sẽ giúp cho cuộc sống này càng bình an. Niệm Phật sẽ giúp cho thế giới này hài hòa. Niệm Phật sẽ giúp cho con người thiện tâm phát ra, không có sát sanh hại vật. Từ cái niệm Phật mà sanh tánh Phật. Từ cái niệm Phật mà giúp cho mình nhìn thấu được cuộc đời giả tạm ở cõi này. Chỉ có một câu Phật hiệu thôi. Nếu như quý vị chân thật mà niệm thì quý vị sẽ thấy rằng cái cuộc đời này vô cùng là an vui và hạnh phúc. Chắc chắn vậy luôn. Đó nên cái đặc biệt của chùa mình nghe là cuộc sống chúng ta bình an. Nên đại chúng trong chùa thường trụ phải biết trân quý cái nhân duyên này. Chỉ cần mỗi người mỗi ngày sống vui có nụ cười, đó là quý vị hỗ trợ như Đức Tay rồi đó. Chỉ cần vậy thôi. Chúng ta bây giờ sống như một đại gia đình, thương yêu nhau thôi, lo lắng cho nhau. Mình có gì ăn mình cùng ăn chung ha. Bữa nào có cà phê mình cùng uống chung ha. Có nước ngọt thì uống chung. Có nước cơm thì uống chung. Hiểu không? Như mẹ chú Tâm Nhiên mà bà học Phật chứ giờ bà trẻ quá chàng. Quá trẻ luôn mà. Mới nhìn tưởng đâu ba mươi mấy tuổi. Hình như cũng bốn mấy hay gì hả? 50 chưa? 55 tuổi. Chàng mà tưởng đâu ba mấy tuổi không? Bây giờ có thằng trai độc nhất mà đi tu rồi. Một cây một trái. Bây giờ nó tu hành rồi còn gì nữa, bây giờ đâu có nói giỏi gì nữa đâu, đúng không? Bây giờ là cô khỏi cần lo sợ khổ cái chuyện mà con dâu. Tại vì ổng đi tu rồi. Thấy không? Nó, nên ổng gia nhập vào cái ngôi nhà Tam Bảo, ổng đi vào dòng họ Thích Ca. Quá dữ dằn. Như cô Chính mình bây giờ nghe cũ rất là trẻ nha quý vị. Nếu mà chụp hình cô Chính ngày xưa với bây giờ, cô Chính bây giờ bà trẻ quá chàng trẻ luôn. Còn trẻ hơn hồi đó như Đức mới đến đây nữa. Hồi đó mới đến đây thấy ốm mà đen thui. Ừ. Nhìn thấy bèo nhèo lắm. Nó từ bây giờ vui vẻ từ cô Chính thôi. Bây giờ ý rõ ràng này nghe. Nhân Đức nói gia đình cô Chính nè, cô Chính từ cô Chính cô vui nè, bây giờ từ rồi chị Thu chị học Phật thấy chưa, và chị Thu học Phật, bây giờ mấy người chị em học Phật luôn, thấy chưa, rõ ràng cho mình bình an mình vui phải độ gia đình người thân chưa. Nếu gặp mà âu sầu buồn bã gặp nhau than thở nó không có học Phật đâu quý vị ơi, không có học đâu. Ừ. Nhớ làm gì làm nghe, dù có kiếm tiền được nhiều cỡ nào kiếm đừng có bỏ Phật pháp. Có rất nhiều người bị cái bệnh này, khi chúng ta kiếm tiền được chúng ta sẽ bỏ Phật pháp đó. Nó giống như những đứa có cái người bạn tên Tài, Đức nói sau này làm có tiền đừng bỏ Phật pháp nghe. Nhớ Phật pháp á, mình mới được gì đó.
Nếu không bồi dưỡng cái tâm học Phật á là thất bại đó. Tại vì đồng tiền nó chưa chắc mua được hạnh phúc đâu em. Đúng chưa? Ừ. Mình tâm an lạc mình mới có tiền, mà có tiền mình mới biết cách sử dụng phù hợp. Còn con người khi tâm đã không an lạc rồi, có tiền nó sẽ dùng bậy bạ đó. Nó nên những Đức nói với người bạn, Đức nói cố gắng duy trì Phật pháp. Vợ chồng cỡ nào cũng tới tới lui lui với chùa chiền. Chứ đừng nói sau này làm mà có tiền rồi lúc đó là không đến chùa nữa, là sắp sửa rồi đó. Nguy hiểm rồi đó. Không phải giỡn đâu. Mình phải được bồi dưỡng gần chùa chiền. Đó, vậy đó cái tâm mình nó mới an lạc, nó biết điểm dừng. Chứ nếu không nó lao theo đồng tiền nó không dừng lại đó. À, cuối cùng mình làm nô lệ cho đồng tiền đó, chính bản thân những Đức này. Càng học Phật những Đức thấy mình càng vui. Là do gì những Đức dừng lại được. Thấy không? Mình dừng lại được. Mình biết dừng lại cái tâm của mình. Nó không có cái việc mà mình nó nặng nề quá. Chứ nếu như mà những Đức nặng nề đồng tiền, những Đức không có cái niềm vui đâu. Mỗi ngày mình gói ghém, mình gom, mình cắt, mình giấu. Sao mình an lạc được? Gom, cắt, giấu sao mà an lạc được quý vị? Nặng nề với một nó có tiền sợ ăn trộm ăn cắp. Thật sự mà nó không có tiền thì kiếm tiền cũng cực. Mà có tiền rồi sợ ăn trộm ăn cắp, lo âu, ngủ cũng không yên. Bằng đêm nghe chó sủa một cái là hết hồn. Thì thấy cũng khổ có thấy chưa? Nên mình, những Đức nói là bản thân mình rất là hạnh phúc là gì? Mình làm bao nhiêu chuyện càng làm là có tiền. Càng làm là có tiền. Nhưng mà trong phòng những Đức mở cửa chàng quạt. Khỏe re. Nếu như những Đức mỗi ngày mà ngồi ngay cái cửa chết mù luôn. Sao giảng pháp? Không có giảng pháp được quý vị. Không có giảng được đâu. Những Đức đâu có ngồi ngay cái cửa đâu. Thấy chưa? Nhờ gì mà những Đức có giảng pháp an lạc quý vị ơi. Chỉ cần mỗi một người học Phật của chúng ta, cái tâm mình bình an, thì đó là cách an tâm cho người hay nhất. Tại vì người thân gia đình mình, họ gặp mình, họ chỉ cần thấy mình bình an là họ thấy bình an. Nên những Đức nói rằng là an tâm cho người là đạo cao nhất. Mà rất nhiều người chúng ta học đạo, chúng ta cứ mong cho người khác bình an mà quên mất tiêu chính mình. Vì mình là cái gốc chính nhất để an tâm cho người khác. Nhân Đức khi học Phật, Nhân Đức có cảm nhận lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Thí dụ như từ cái bố thí cúng dường thôi. Thật sự chính bản thân Nhân Đức từ từ đã đi vào cái làm được là ngay chỗ nào. Thí dụ như Phật tử cúng dường Nhân Đức thì chút gom lại. Cái gom lại thành một cục mà đem đưa cho người khác mà không cần phải hỏi han đến. Điều này là cái mà bản thân Nhân Đức từ từ đã làm được. Thí dụ như Hòa Thượng xây chùa, Nhân Đức đưa cho Hòa Thượng cái rồi. Viết từ từ Nhân Đức không có bao giờ hỏi han tới đâu. Nó thật là Nhân Đức cũng không muốn nhìn tới luôn. Hòa Thượng xây làm sao? Chừng nào Hòa Thượng xây xong, Hòa Thượng nói ông sắp xếp đi, thì Nhân Đức làm. Rất là tự tại. Đây là cái Nhân Đức hướng dẫn Phật tử. Khi mình bố thí cúng dường, mình cũng khỏi cần phải đi nhìn ngó làm chi. Họ có làm hay không làm. Khi mình đã bố thí cúng dường rồi thì chuyện mình làm đã xong. Trách nhiệm mình đã rồi. Còn trách nhiệm còn lại là chính bản thân họ làm. Vậy thì quý vị sẽ đỡ bao nhiêu sự rắc rối, phiền não. Đó là cái mà Nhân Đức thấy rằng là Phật pháp đã cho mình cái rất bình an. Nhân Đức đã từng khuyên rất là nhiều Phật tử. Hoặc là mỗi lần gặp Ngọc Danh và Hoa Hậu Kim Tho hay chồng, Nhân Đức đều hôm qua ngồi nói chuyện, Nhân Đức nói một câu gì nè: gói gọn công chuyện lại, hai vợ chồng có lo cái gì nhiều đâu. Bây giờ Ngọc Danh năm nay cũng 50 năm mấy tuổi, Kim Tho cũng tầm khoảng 40 tuổi gì đó. Thì giờ cuộc đời của người mình tạo dựng cái gì lớn lao bằng cái mà khoảng thời gian còn lại của mình hướng đạo, sống những ngày tháng bình an. Nhưng Đức thấy rõ ràng
tạo ra nhiều thì lo nhiều. Ở cuối cùng mình tạo ra rất nhiều đó rồi, cuối cùng mình là cư sĩ ngoài đời mà. Rồi cuối cùng cái sự nghiệp đó cũng để vào đâu. Con thì một hai đứa gì, nếu nó có phước thì có phần thôi. Nếu như bản thân mình học đạo mà nhận thức chỗ này được, mình sẽ tự tại lắm, bình an lắm. 100% quý vị, mọi người có phước là có phần, yên tâm đi. Nên chúng ta càng học đạo, chúng ta cảm giác Phật Pháp cho mình một tư tưởng hay, rất là hay. Càng học Phật thì càng thấy vui, càng học Phật thì càng thấy bình an. Càng học Phật thì càng có rất nhiều thứ mà bản thân mình không bao giờ đem để vào tâm nặng nề làm gì. Tại vì đem những thứ nặng nề để vào tâm thì mình nặng nề thì mới làm gì đó, không có gì đặc biệt. Nên mỗi một người chúng ta nghe Phật Pháp học làm sao mà chúng ta càng học chúng ta cảm thấy nó an lạc, cảm thấy nó vui, có nụ cười mỗi ngày, sống có ý nghĩa. Như bản thân những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong đi cũng như là ông già 100 tuổi, bữa nay trở lại bình thường gì đâu, có miếng thuốc nào hay là dán băng keo gì đâu, có gì đâu. Đi nghiêng ngả cũng làm việc bình thường. Bữa như đức lại Quán Âm xong sáng rồi như đức về đây nấu ăn, chân đi lụp cụp mà cũng làm bình thường. Đi lên cầu thang á, vịn cầu thang đi, kéo cầu thang kéo này, đi cũng lên tới chỗ thôi. Rồi đi xuống thì bước xuống thì bởi cái đùi nó đau bước xuống đâu được đâu. Mình bước xuống chừng nhiêu đi thôi là nó đã hạ người xuống để bước rồi. Tại vì nó gì, nếu mà mình chổng lưng mình bước thì nó sụp xuống luôn, nó té. Vậy đó mà bữa nay nó bình thường, chân bình thường đâu có gì đâu. Thấy rõ ràng không? Nên bản thân mình á, mình học đạo làm sao mà mình thấy nó an lạc, thấy nó tự tại, thấy rằng những việc làm mình ý nghĩa, mình thấy mình mừng. Càng học đạo càng thấy những việc làm mình ý nghĩa, mình thấy mừng. Viết rồi có những việc bản thân mình làm là việc nào mình thấy mình đó là duyên của mình làm. Còn những việc gì duyên của người ta làm mình không muốn đụng tới đâu. Nên sống gần với Hòa Thượng, Hòa Thượng ngày rèn những đức viết, đúng là cho những đức một tư tưởng an lạc. Những đức không muốn đụng cái gì đến cái chuyện mà chùa chiền ấy. Cả mà mấy điểm bên kia những đức quản lý hết trơn. Nhưng mà ít có bao giờ những đức đi qua, những đức coi cái gì. Những đức nói mấy anh em có trách nhiệm. Mỗi lần gặp những đức nói mấy anh em có trách nhiệm đó. Mấy anh em có phước thì có phần. Mấy anh em cố gắng đi. Cái đó là cái phần phước của mấy anh em đó. Còn những đức thì lo mảng kinh tế, lo chúng, nhắc chúng. Đó là vai trò những đức làm, những đức cố gắng. Còn chùa chiền hư thì mấy anh em sửa sang những đức đưa tiền. Còn Hòa Thượng xây chùa thì những đức có tiền, gom tiền lại Phật tử cúng dường những đức đưa cho Hòa Thượng. Xong những đức có bao giờ mà ý kiến cái còi rằng Hòa Thượng xây làm sao không sao. Hòa Thượng xây làm sao đó là chuyện của Hòa Thượng. Mình không có ý kiến vô với chuyện của Hòa Thượng. Vì chuyện đó là của Hòa Thượng xây. Có những anh em huynh đệ nói, ủa sao thế thầy không bao giờ mà góp ý Hòa Thượng xây cách này, chỗ này lần đó xây nó bị gì gì gì. Nó khơi khỏi. Mọi người có vai trò, duyên phước của chúng sanh được sao thì hưởng gì. Tự nhiên mình tu học viết, mình thấy những đức nó 100% với vị là những đức tu học viết, cái nội tâm những đức rất là an lạc. Tuy là nhìn giống như những đức gánh nặng rất là nhiều, nhưng mà những đức không có nặng. Thật sự là không có nặng. Những đức mà còn gì thì chúng này làm gì không vui, chúng làm gì không an tâm, Phật tử về đây làm gì không an tâm. Mà ông thầy mà ông bao nhiêu chuyện mà ông còn vui, ông còn làm cho mình vui vẻ, an lạc, bình an, làm gì mình không bình an. Mình không bình an không biết mình sao luôn. Tại vì cái việc làm ổng gì mà ổng cũng bình an, vui vẻ được, mình cái gì đâu bất an. Nhưng đức nói trong cuộc đời này mình có lo cho quá thì nó không được, chẳng là không được. Còn cái gì nó được thì những đức thấy rõ ràng luôn. Thật sự quý vị, những đức làm việc nó không có một cái quy trình gì sách vở. Cũng như lễ viết Di Đà chưa xong, những đức đã tính tới cái chuyện Phật đản. Mà đã lên cái lịch Phật đản và y rang mô hình như vậy luôn. Khỏi cần suy nghĩ như thế nào nữa, cứ gì mà làm. Mà trong đầu những đức nó hình thành ra một chương trình Phật đản. Mà nó rất là đặc biệt luôn. Hình thành ra một chương trình Phật đản rất đặc biệt. Mà nói là một chương trình Phật đản mà nói từ xưa tới giờ, chắc chắn là ít có ai tổ chức một chương trình đặc biệt như vậy luôn. Cảm thấy hình thành trong đầu luôn. Như cái lễ viết Di Đà vậy, thấy không? Những đức hình thành là cái đợt lễ viết Quan Âm. Là những hình đức nó hình thành cái lễ viết Di Đà trong đầu. Khi hình thành ra cái lễ viết Di Đà mà tổ chức y rang như vậy luôn. Thấy cái lễ viết Di Đà chưa? Những đức thấy hình như là
độc nhất vô nhị luôn. Lễ Với Di Đà quá đặc biệt luôn. Nên mỗi một con người chúng ta đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta là mỗi ngày chúng ta phải gầy dựng một cái bình an cho nội tâm. Nó nói an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Con người mình mà mình không sống được bình an, đem bình an đâu cho người khác. Học Pháp là cho mình cái bình an quý vị à. Có những người chúng ta cả một cuộc đời mình không có những giây phút bình an luôn. Cứ lao theo cái gì đó mình cũng không hiểu. Lao lên đến mức mà chúng ta rối trí. Mình rối trí luôn, mình không biết là mình đang chạy vào đâu luôn quý vị ơi. Nên nhà Đức học Phật có nguồn gốc. Cái đầu mối mở ra nhà Đức thấy rõ ràng. Nên cái đầu mối là chính bản thân của mình. Chính bản thân của mình. Đừng đi tìm đâu xa, chính bản thân mình. Cái rắc rối là mình nè. Mở cái rắc rối của mình ra thì tất cả những việc khác mình nhìn không có gì rắc rối chứ. 100% luôn. Con người ta vui rồi buồn, buồn rồi vui, vui rồi buồn rồi vui. Mình lao theo người ta giết, bản thân mình cũng bị mệt nữa. Nên kệ đi, người ta buồn cho người ta buồn, từ từ người ta vui. Người ta vui rồi, mai mốt cái tâm buồn nữa, thà mình để vậy đó. Mà khi người ta vui, người ta quân bình cái tâm. Nên người ta buồn cứ để cho người ta buồn. Nên những đứa gần các cô mình, những đứa cũng thấy rõ ràng. Có khi lúc trước thấy bà nào mặc buồn buồn là hỏi han, chiếc nó mệt lắm quý vị. Bây giờ những đứa nói, à buồn đi. cứ buồn đi, có sao đâu. Mình thì cứ bình thường vậy mà giết nó hết buồn rồi là nó vui luôn. Còn mình đi hỏi nó là mai mốt nó làm nư. Lâu lâu nó thấy mình hỏi, cái đầu nó cứ buồn. Buồn nó cho mình hỏi. Con gái nó lạ vậy đó, mình nó buồn cho mình hỏi. Nên giết rồi mình hiểu rồi, mình nói thôi thôi mình không có ngu làm cái chuyện này hoài. Kệ nó buồn cái để đại cho nó buồn, mai mốt nó vui. Mà thiệt mai mốt nó vui là thiệt quý vị. Nên có những Phật tử đến gặp Như Đức nói buồn này buồn kia buồn nọ, Như Đức nói ừ cứ buồn đi. Tại cái lúc này chúng ta cần phải buồn thì cứ buồn thôi. Thì lúc nào quý vị cảm thấy quý vị cần phải vui thì quý vị vui à. Tùy quý vị thôi, mỗi ngày Như Đức cứ chia sẻ Phật Pháp rồi nghe. Cảm thấy nếu thích buồn thì cứ buồn đi. Thích lo thì cứ lo. Thích sầu não thì cứ sầu não. Thích cô đơn thì cứ cô đơn. Thật sự mà nói trong cái cuộc đời chúng ta thiếu thốn mà cô đơn gì cũng do từ tâm sanh ra thôi. Có những người ta đầy đủ quá trời mà người ta cũng cảm thấy bị cô đơn. Trong cuộc đời này không phải chỉ có người xấu, người nghèo mới cô đơn đâu quý vị à. Có những người người ta rất là giàu, rất là đẹp mà người ta vẫn bị cô đơn. Tại vì những đức gần nhiều ca sĩ, những đức khi nói chuyện với họ, họ nói họ cũng rất cô đơn. Những đứa nói, ờ, mấy người cũng cô đơn đó hả? Họ nói, dạ có thầy. Có những lúc trở về đêm cảm thấy vô cùng cô đơn và quạnh quẽ. Cô đơn quạnh quẽ rồi thấy chưa? Đừng có nói là mình nghèo, mình xấu mới cô đơn nghe. Mà ca sĩ nổi tiếng nè, hoa hậu rồi cũng có khi cũng cô đơn, cũng buồn, cũng khổ nữa. Thấy chưa? Nên vậy thì cái niềm vui á là từ đâu? Là từ nơi bản thân mình nè. Bản thân chúng ta có thật sự có niềm vui hay không nè. Khoan hãy đi nhìn người khác, mình có niềm vui là người khác sẽ vui à. Tại vì sao? Người ta nhìn thấy mình mà người ta ngưỡng mộ, người ta học theo. Nên mình học đạo, mình được ở trong chùa, những đức thấy đây là sự bình an. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là bây giờ một ề chúng ta làm việc gì mà chúng ta lại không thiếu nợ nặng ai, vì thấy quá hạnh phúc không à. Quá chuẩn bị luôn. Nên à bây giờ coi giờ có nhiều người ta giàu gì giàu chứ. Giàu gì giàu chứ người ta cũng bị thiếu nợ quý vị ơi. Nhưng Đức nói chùa mình nó rất là hạnh phúc. Gạo thì cả kho gạo. Đầu hũ thì nhà chùa làm. Đồ ăn thức uống thì có sẵn. Muốn nấu gì thì nấu à. Ví dụ như giờ bữa nào muốn ăn lẩu thì nấu lẩu. Bữa nào muốn ăn bánh hỏi thì làm bánh hỏi. Bữa nào muốn ăn bún thì làm bún. Thì bữa nào muốn ăn cơm thì nấu cơm. Bữa nào nấu cháo thì nấu cháo. Bữa nào muốn khỏi ăn thì khỏi ăn. Thấy chưa? Thấy quá tự tại quý vị ơi. Nên từ đó mà cái cuộc sống hiện tại này mà
quý vị coi cuộc sống hiện tại này mà gì là ai phước bằng mình chưa? Thật sự nói quý vị nghe, không ai có phước bằng mình đâu. Mình là người có phước quá rồi đó. Nên trân quý cái phước duyên này mà sống á, cho đặc biệt. Đây á, là trong cái hiện đời này quý vị là người có phước nhất rồi đó. Những Phật tử mà được vô đây ở cộng tu, có một ngôi chùa gì, quý vị cũng cảm thấy trong cuộc đời này quý vị có phước lắm. Mình có một ngôi chùa gì, mình nương tựa mình tu. Những điều như Đức chia sẻ, quý vị nghe quý vị cảm thấy, ủa sao cái chuyện ông thầy này ông làm nhiều vậy, mà sao ông nói chuyện nó đơn giản dữ vậy ta. Quý vị biết á, những Đức khi mà thỉnh Hòa Thượng xây chùa, Hòa Thượng hỏi ông có tiền không mà xây chùa, nó thì Hòa Thượng cứ xây đi. Nói vậy coi á, Hòa Thượng nói cái ngôi chùa xây nhiều tiền lắm đó, rất là nhiều tiền đó. Những Đức nó thì Hòa Thượng cứ xây chùa thôi. Bây giờ mình chờ chừng nào mới có số tiền vậy thì mình cứ xây thôi. Mình làm thì sẽ có người ta cúng, mình làm cho chúng sanh mà. Ông Những Đức tính ra cũng thỉnh Hòa Thượng 3-4 lần. Xong mà Hòa Thượng ngày khai móng ngày sáng. Thì bản thân Những Đức qua lễ vía xong rồi có chút đỉnh tiền, Những Đức đưa Hòa Thượng để làm móng. Thấy không? Thì chùa mình vẫn là cuộc sống bình thường. Chứ Những Đức cũng đâu có vay mượn nợ nần ai đâu. Thấy không? Chứ người ta làm một cái chuyện lớn, người ta cũng phải thiếu nợ, thiếu nần. Vay tiền, vay bạc tùm lum. Chứ bây giờ mình được vậy là đại chúng quá bình an rồi. Bây giờ cả đại chúng trong chùa mấy cô đồ thấy bình yên. Chứ nếu mà nghe nói thầy mà thiếu nợ, nó nói cũng lo chết mồ chứ giỡn đâu. Chàng ơi, ông thầy nay không thiếu nợ. Hiểu không? Nó, nhưng mà mình được gì là mình thấy hạnh phúc quý vị ơi. Nó. Thấy chưa? Nên coi cái buổi giảng như Đức ở bên nhà Tôn vậy đó. Vui dữ lắm. Rất là vui, mấy chục ngàn người nghe. Thì trong nhiều người thích, có một câu đó cô bình luận có nói con nghe thầy Đức giảng giỏi lắm, chỉ có vui thôi à. Chứ ngoài ra mà nói về mà an định tâm thì con xin các đầu hữu cho con lời khuyên làm sao để an định tâm. Thì Những Đức có buổi giảng sau, Những Đức nói rằng cô hãy tìm chỗ nào mà an định tâm cho cô được thì cô an định tâm đi. Thế vị biết rằng trong cuộc đời của người tu đạo, cái hạnh phúc nhất của chúng ta là bình an. Thấy người ta có niềm vui là mình thấy mừng rồi. Thấy người ta có nụ cười là mình mừng rồi. Mình đòi hỏi trong đó là an định tâm gì cũng không biết. Con người quý vị biết rằng họ không có niềm vui, họ không biết niềm vui là cái gì, thì bản thân của họ lại muốn đi chi cầu cái cao xa. Mà thật sự cái cao xa là từ nụ cười mà ra, và an định tâm cũng từ nụ cười mà ra. Cái chữ định là nó không bị bó buộc. Mà mình sống trong hoàn cảnh này mà mình vẫn có nụ cười, có niềm vui là nó định đó. An định thì là vui cười. Đúng không? Dù là mình súng răng đi chăng nữa mà mình cũng phải an định tâm. Thấy không? Súng răng mình cũng cười. Thấy vậy? Chứ có cái lực pháp nào nói rằng là súng răng mà không được cười không? Thấy không? Có cái lực pháp nào nói miệng rộng mà không được cười không? Có cái lực pháp nào nói hô mà không được cười không? Nghĩa là chúng ta được quyền có nụ cười, có niềm vui. Ai cũng có cái quyền tự do này hết quý vị à. Vui cười là chuyện đặc biệt nhất. Nên có những người tội nghiệp họ. Mình hãy sống sao mà mình thấy người ta vui là mình mừng giùm cho người ta đi. Thấy người ta buồn tội nghiệp người ta quý vị. Vậy là được rồi. Còn quý vị coi, giống như bữa đó nhìn thấy rằng Lại Quan Âm nó nóng không tưởng tượng được. Mình biết người ta với người ta nóng cỡ nào chưa, vì mà Phật tử người ta quý mến Những Đức. Hình như là người ta xúm là người ta cầm quạt, người ta quạt Những Đức chứ người ta quên người ta luôn. Người ta chỉ mong ông thầy ông lại được
ông khỏe thôi, còn người ta đã quên người ta luôn. Cái tâm người ta vậy nên người ta cũng không thấy nó nóng gì. Mà mình lại te tua chứ Phật tử người ta càng cố gắng. Nên sự thành công của mình nó đều là vất vả không à. Nó vất vả không mà từ đó giờ lại Quan Âm á, hồi xưa mới phát tâm lại thì mỗi lần lễ Quan Âm thì bệnh. Cũng vất vả nữa. Rồi sau này tiếp tục lễ càng ngày càng nhiều thì mệt. Rồi nếu mà không mệt thì nóng. Nó đủ cách hết chân á, để khảo đảo chân á. Mà Phật tử người ta quý mình, người ta cầm quạt, người ta xúm đâu quạt cho mình, thấy không? Rồi đến lúc mà còn đó 100 lại thì lúc đó tới mình, tới mình hài hước lại chúc cho người ta vui. Đến lúc đó là người ta cũng đuối lắm quý vị, chứ không chuyện giỡn đâu. Vậy đó mà những đức nói: quý Phật tử ơi, tự nhiên sao thầy thấy mắt tiểu quá. Một cái câu đúng là quý vị biết nó nghe thì nếu người không hiểu thì cho nó cực kỳ vô duyên, nhưng mà không ngờ nó kích thích người ta, nó làm cho người ta nhiều, rất nhiều người luôn nói: chàng ơi, con nghe thầy nói cái mà con vui một cái tự nhiên nó hết chân nóng luôn thầy ơi. Thầy nó từ gì đâu á, nói nhiều câu nó mắc cười gì đâu á. Vậy mà bao nhiêu người gặp nhà đức nói rằng: thầy ơi, không có thầy mà nói hài hước một chút đó, con đố mà con lại hết, con bỏ đi ra ngoài liền đó thầy, không thể nào con lại hết nổi. Vì nó không tưởng tượng được, nó nóng đến mức mà mấy chú quay phim nói: chàng ơi, bữa nay cái nhà ton á mà nó có sương mù. Thì biết không, cái hơi của người ta mấy chục ngàn con người, quý vị, cái hơi người ta nó xông lên như này, ở trên á la phong nó bích lại hết trơn, nó không thoát được chỗ nào hết chứ, thành sương mù quý vị, thành ở trên đóng sương mù. Cái hơi của người nóng đến mức như vậy đó quý vị. Coi nếu như mà gặp mà những đức lên mà lại Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Nhất Tịch Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật, thì họ bắt đầu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái kiểu đó là thôi. Nhà đức nói cho quý vị nghe là bỏ cuộc luôn á quý vị, lễ không nổi luôn á. Tại vì nó không phải là như ở nhà mình một mình bắt cái quạt rồi mình có miếng niệm rồi mình lễ ngon lành, không phải đó quý vị ơi. Mà quý vị mà lễ tại chùa đi rồi quý vị sẽ thấy số lượng con người cực kỳ đông, tuy là nó có lực thiệt nhưng mà niệm đồ hơ nóng, đồ hơ hám, đồ đủ hết trơn á, nó gom lại, nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó nên á, những đức nói rằng á, cái đợt lễ Quan Âm này mà gặp lễ 3.000 lại, những đức nói chắc là những đức té cái ạch thiệt luôn. Cái lễ Quan Âm này mà 3.000 lại dám những đức té cái ạch, còn người ta xỉu mà ginh ra liền liền, thật sự luôn là dám xỉu ginh ra liền liền. Thì quý vị cứ nghĩ mà nóng đến mức mà sương mù mà nó nằm ở trên lóc nhà luôn, quý vị nghĩ sao chứ, cái hơn người ta đến mức vậy đó. Nó còn nóng hơn cái lò những đức nấu ăn trong bếp. Quý vị biết chỉ là mấy cái lò nấu thôi, còn cái này là hơi mấy chục ngàn con người hơi nóng á. Cái mặt nó hừng, lỗ tai hừng, sâu óc hừng. Những đức nói những đức lại Quan Âm mà những đức muốn lột vớ luôn. Tại vì sao? Cái đâu vớ nó đeo quý vị, nó bích hơi lại á, trộn bằng chân nó nóng không tưởng tượng được. Mà càng lau mặt thì cái mặt càng nóng, quý vị biết cái khăn ướt càng lau thì mặt càng nóng, mà không lau thì mồ hôi nó chảy xuống mắt, không tưởng tượng được. Lại một chút mà nhìn vô chữ hoa mắt quý vị, nóng hoa mắt luôn. Mà có mấy cái lại mà như đức nằm tại chỗ, không phải là như đức giả giờ đó mà tiệt, nằm nghỉ quý vị, nằm nghỉ một chút tí luôn, quá mệt. Tại vì sao? Dùng hơi quý vị, dùng cái sức của mình để xước, tay bên đây đánh kẽn, tay bên đây cầm micro, mắt nhìn dòng chữ, nó nhiều động tác quá. Còn khi những đức mệt nhiều là do những đức lại xuống cái bật người lên, lại xuống bật người lên để chỉ đánh thêm cái kẽn đó. Nên từ nơi đó mà không đơn giản chút nào. Vậy đó mà làm vậy đó mà xong rồi nó rất là vui, rất là an lạc. Là vì sao? Vì mình thấy một mình mà có thể làm cho bao nhiêu con người được tu hành, rồi bao nhiêu con người được lại Bồ Tát Quán Thế Âm trong cái khó khăn đó mà vẫn vượt qua được. Những đức thấy rằng cuộc đời mình rất là mừng và mình rất là trân quý.
Nên Như Đức lại mà lâu lâu mà lại mà lâu lâu mà Như Đức nói mưu đế. Làm ta cũng vui quý vị. Ừ, mình làm gì người ta vui. Nó bây giờ quý vị biết á, pháp môn niệm Phật này á, mình mỗi ngày ăn chay niệm Phật mà vui vẻ, chừng nào Phật xuống rước mình thì mình đi theo Phật. Bây giờ quý vị tu hành mà mỗi ngày bị ngồi đó âu sầu, không biết chừng nào Phật đến rước con đó. Khổ quá trời khổ luôn. Thiếu gạo, buồn, bệnh hoạn, ung thư. Phật ở Phật, bộ Phật không thương sao Phật? Sao Phật đến rước con đi Phật? Hoặc là chồng đánh đập đồ này kia, Phật ở Phật rước con đi. Phật không thương con sao để chồng con đánh con hoài? Phật ở Phật. Quý vị coi quý vị sống vậy những ngày tháng vậy có ý nghĩa gì đâu. Đâu có ý nghĩa gì đâu. Quý vị nên mỗi ngày dù trong hoàn cảnh nào gì, quý vị có sự bình an và vui vẻ đi. Bởi vì cứ chân thật niệm Phật đi, chừng nào Phật xuống rước mình thì mình đi theo Phật A Di Đà. Thôi chúc vị an lạc vậy ơi. Mười điểm. Đây là mỗi tuần ơi là an lạc vui vẻ. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc vị ơi. Cười lên cái coi. Cười thêm cái nữa coi nào. Thôi chúng ta chấp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.